Hello, xin chào bạn, hôm nay mình sẽ chơi mới hay được game bắt đầu là FC Bra. Thử luôn đi bạn ơi. Trời. Rồi, chiến đấu nào anh em. Rồi, mình sẽ sang tôi muốn tăng các bạn nào. Chóng luôn. Rồi, Metro Station. À, xuống đường sắt tí mình sẽ dùng cái kia mình cán nó. Hello Asim. Đấy. Tin chưa? Tin chưa. Loại này nó mạnh nhảy, nó hỗ trợ mình bật nhảy qua là đấy, cầm cái xin cô kèo lắm mà. Khó lắm, khó đấy. Ui trời. Sang dùng bay, la lên. À, liên tiếp cà phê ăn xuyên sửa sốc cơ đóng với Roman level cuối cùng luôn, thấp xuống tầm 2-3 độ nữa trường ngọn giáo luôn. Ngọn giáo luôn à, mình sao ở đây mình lấy cái súng cái má cao su cao sao thế nhở mày này, finish thì tính hai vào rồi nó nghỉ chơi các bạn ba lượt thì nó lại đuổi mình rồi các bạn ơi. Thôi sao. Liên tiếp đây. Slender dưới sinh. Lộn một vòng luôn. Chẳng hết rồi. Hạ vào. Lại đây trả từ trả vào đấy thôi.
xong rồi bị bắt rồi. Mệt quá. Liên tiếp. Yo-ho. Vào đây. Đặt vào này. Đấy. Ủa, con hai đi. Ok, mình tự nhiên cho nó cháu ạ. Ok, à, cái quần này thì mình biết rồi. Ok, đi ra. Con này nó đuổi. Tao mà đâu rồi mày, đâu rồi hả? Nãy mày đuổi tao mà con lợn. Đâu rồi mày? Đâu con lợn này? Đâu rồi? Cái ông ấy xin đâu nhỉ? Con lợn này chạy đâu rồi? Quá dễ. Nào nhanh lắm. Ô. Sao vẫn được một sao nhỉ? Ghét thế nhỉ? Năm này khó bắn rồi.
lên nào, lên nào. Yes. Lại một lần nữa nha. Ngu rồi. Tròn này đi với nhanh bạn ơi. Trời. Ôi. Sơ. Yeah. Set back này. Yes. Level complete. Bay nào. Mình lúc nào là thằng đi nhanh. Game tiếp theo đó chính là Skyridia. Level 13. Con lươn vàng. 3 4 5 1, 2, 3 4 5 1, 2, 3 4 còn một cái. Nhảy đây là đây. Con robot nhé. 1, 2, 3 4 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Còn thiếu một cái ở đâu nhở? À mắt. Rồi, game tiếp theo đây. SZ3 nhá. Thằng gì sắc? Level 43. Ô, súng bắn lửa. Để tôi xem à. Ken. Chơi nào. Lên đây nào. Trời. Trời. Qua đây nha. Còn nhanh luôn. Ôi xong nè. Tay nữa à. Mắt gì vậy? Không cắn được con này nhỉ. Con này to thế.
sát trời luôn. Ăn năng sát cách trời. Ui, vàng nó nhiều cũng ngay. Nó không đi qua đây được rồi. Chút nơi được rồi. Sao cũng được. Chết luôn. Game tiếp theo. Chán quá rồi đây. Đây. Đây vừa này cũng hết rồi. À, 15. Bạn có sao? Bắn nhau với chúng tôi à? Game tiếp theo. Dreamy Bliss. Xong rồi bạn chưa? Còn xe tăng băng này đi. Chơi con này đi. Đóng băng nha. Tầng 6 mét, 13 16 các bạn.
bắn thẳng cả, con chơi thẳng đấy. Cái bé vẫn quyên quyết à. 17 đi. Đóng băng thôi. Cái bé vẫn quyên quyết đùa đâu. Súng máy bắn á. 22 nè. Luôn. 5 cà phê à? Cà phê mắc lên nổ à? 31 luôn. Mình không nghĩ là nó sẽ đánh trúng đâu. Tất nhiên. Bắn quẩy. Mình nghĩ đúng rồi. Dạ, nó từng máu của nó luôn. Đó là 31 rồi nhé. Yeehaw. Em tiếp theo Amibus. Một trò game ra mắt khá là lâu rồi. Level 12. Con nhìn cho bạn đây. Lại đây. Mấy con bên dưới này khó bắn lắm thế. Làm cho nó đổ là được. Nhá con này luôn. Tự nhiên con này nó ở đây. Khó ăn để nói thế. Ôi, đường cuối cùng đây. Các bạn chạy nhanh thế. Sao ấy nhở? Sao ấy nhở? Các bạn sao ấy nhở? Đừng có dừng. Qua này là phải đi luôn. Ăn nó không?
Ờ, con kia cả dính bị gạt mà. Biết ngay mà. Có chán. Ok, mình xin kết thúc video tại đây, bye bye.